lãi suất cho vay khó giảm tiếp. Đây là thông tin ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ tín dụng đưa ra trong cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 1 năm 2021 diễn ra vào chiều qua. Đến ngày 16 tháng 4, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,9% so với cuối năm 2020 và tăng 15,66% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 3 tháng đầu năm nay, xu hướng này tiếp tục tiếp diễn. Hiện mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm nhẹ so với cuối năm 2020. Định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước là theo thị trường và chính sách cần độ trễ. Thanh khoản trên hệ thống ngân hàng hiện khá tốt nên lãi suất hiện nay ổn định và tiếp tục được kiểm soát trong thời gian tới. Trong những tháng còn lại của năm 2021, xu hướng giá cả sẽ tăng và cẩn trọng sẽ khiến việc giảm lãi suất rất khó xảy ra.